Chào anh em, tiếp tục thì hôm nay cập nhật cho anh em tiếp tục là Tết cũng sắp đến rồi. Anh em ca hát cũng khá là nhiều. Hôm nay sắm lai rai ba cây vàng mít á. Thì đây là một cái bộ quốc dân ở shop em. Đó là Vanker KM320 Pro V2 của DB Cotis và mít K4000 anh em nha. Cái bộ này em bán phải gọi là cực kỳ nhiều tại shop anh em nha. Đó. Thì clip này em sẽ up hai kênh cho anh em để giới thiệu ha. Một cái kênh chính là kênh âm thanh từ xưa giờ em làm rồi. Còn cái thứ hai là Victory Việt Nam đó, thì em sẽ up qua để cho anh em giới thiệu cho anh em luôn ha. Rồi thì 350 đầu 12 là một con Vanker cao cấp của nhà DB anh em nha, nhà DB ha. Đó, trong có nó sẽ có dây nguồn, có anten, có remote anh em nha. Chủ yếu là cái hình thức của nó đây. Thứ nhất là cái giao diện nó dễ chỉnh đó, dễ chỉnh cực kỳ đó, theo em cảm nhận ha. Đó, và khách nó cảm nhận là hay hơn cả Gutin luôn. Gutin này mình đang nói hàng chính hãng nha, không nói hàng nhái nha. Đó, thì anh em lưu ý ha, cái khi mà DB nó ra cái mẫu này á, ra cái mẫu 350 đầu V2 thì mấy cái ông mà hàng OEM đặt tên thì nó nháy theo cái kiểu này rất nhiều luôn đó. Nhưng mà em cũng mua về em thử nào văn nét mà kia về không được đại lý cho mình thường mượn thử mà đó, cho nên cuối cùng là phải duyệt những em này hàng hãng mới được, không phải xe AVS ha. Đó, tiếng nó rất cái chất lượng. Em nói anh em nghe, Vanker là cơ, số là số, chứ không Vanker lây số, ông nào cũng Vanker lây số. Vậy có cái vang số lây cơ anh em nè, đây Vinet vang số lây cơ, có nghĩa là anh em chỉnh bằng máy tính nhưng mà vẫn chỉnh cơ được, có nghĩa là vang số lây cơ đó. Hoặc con cơ lây số mình nó có được, còn không có chỉnh máy tính thì mình gọi là chung là vang cơ hết nha anh em nha. Số ở đây là chỉ mình dặn điều khiển số nó chạy ở đây thôi nha, nó vẫn có điện bi nhưng mà nó là vang cơ chính xác anh em nha. Có chống hú 7 cần LED cho music và 7 cần LED cho micro để anh em có thể cắt hú tốt này đó, FPS chống hú này đó. Chỉnh cho music nè, mid nè, eco reverb ha. Eco reverb nó rời luôn nè, nó phối hợp rời luôn. Còn con 320 thì nó rút gọn lại một cái ha. Đó. Phía sau nè. Đó. Các cổng ăn chơi nó đầy đủ ha. Nào là cổng quang từ smart TV, bluetooth nè. Bluetooth bắt cực kỳ xa. Đó, nào analog nè. Anh em nhớ này nó có volume để hãm nè, em dặn maximum lên ha. Đó. Rồi bass out là cho sub nè. Sụt rau nè, left right nè. Và red out này cũng cấp sub được, cấm ra con khác được nè. Rồi mic nó nằm ở phía sau rất là tiện lợi, không phải cắm dây phía trước nha. Đó, cắm USB nghe nhạc được anh em nha. Rồi, và con này hiện tại thì nó đang có một giá, em là đại lý phân phối của nó, cho bán hàng của nó, cho nên giá nó rất là tốt ha, 2.8 triệu một con. Đối với 350 Pro V2 và mic K4000 là 2.9 triệu một bộ. Mic K4000 anh test cực kỳ nhiều đây. Anh em nha, đây là tay mic của nó nè. Đó. Ở đây là thun em ráp, lò kéo nè, em thấy anh em là làm toàn DB không? Đây, DB. Mic K4000 nó như thế này đầu thu. Ha. Đó. Thì em ráp lò kéo đa phần luôn, khách hàng bên em là đặt đồ DB chơi hết. Nó chất lượng cao chứ. Thật chứ anh em tầm mà mấy con mà lo co kéo mà 140 mà 12 triệu, 11 triệu mấy, 12 triệu mấy á là lấy đồ OEM không? Kể cả men nó cũng ráp ở Việt Nam luôn nữa, rồi đặt tên thương hiệu mình lên thôi chứ không chưa được là hàng cao cấp, trong khi anh em thêm có chút xíu nữa. Anh em toàn là chơi đồ chất ở bên em, còn là hàng công ty xịn hết, không phải ba cái hàng của em đó. Rồi, và hôm nay anh em nào mua một cái combo tiếp tục vừa con vang 350 Pro V2 và con mic K4000, một combo chỉ có 5.5 triệu anh em nhé, một combo chỉ có 5.5 triệu. Còn anh em mua lẻ thì cái này là 2.8 triệu, cái mic là 2.9 triệu đó anh em nha. Rồi, nó như thế ha. Còn các trang sàn thương mại điện tử thì Shopee hay TikTok thì anh em vào cái mục là search chữ Victory Việt Nam, ở trên Shopee cũng thế và trên TikTok nó cũng thế, có giao hàng anh em có vào nó mua. Nhưng ở đó anh em mua là em không có bao ship nha. Ship là anh em tự chịu phí mà giá nó cũng như thế này, tại vì cái tiền ship đó là trả vào cái phí của sàn thương mại điện tử rồi anh em nha. Đó, thì anh em mua ngoài qua YouTube như này, điện hệ trực tiếp cho em thì anh em sẽ được bao ship anh em nha, sẽ được bao ship ha. Đó. Bên này mua cả combo thì anh em nhớ cọc giúp em nha, nhớ cọc giúp em cho lên đường. Còn anh em nào quen biết rồi, anh em biết kênh của em rồi, anh em đã giao dịch với em nhiều lần, anh em chuyển trước, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Đó, rồi, cảm ơn anh em có nhu cầu alo cho em ngay anh em nha. Vàng với mít siêu hot, cực hot tại shop em. Đó, chào anh em, chào các bác nha.